Phạm Xuân Bách. Dù ca thấy rồi. Hello Xuân Bách nha. Được nặng ở mít luôn. Khả năng có lợn người đi tắt qua đây đấy. Khả năng lợn người đi tắt qua đây đấy. Minh Trần. Hello Minh Trần nha. Người nắc nhỉ. Còn đừng nó chết, đừng nó chết, đừng nó chết, đừng nó chết. Mai anh cũng chết theo nó sao ấy nhỉ. Rồi xong ma đi rồi. Bốn thằng luôn thì mọi. Của Slim nó lực thế nhờ. Được kê, được kê, được kê, được kê, hay kê, hay kê. Ủa đâu kê đây. Ui, được có vòng. Hay kê, ngon kê, ngon kê. Nguyên làm đi Nguyên ơi. Được chết con kia luôn kìa. Ui dồi ôi. Cover trong AD là kìa. Đi rồi. Tướng ăn này giờ không anh em ạ. Con Slim nó vẫn lực lắm anh em ơi. Thằng này đang gánh. Đang gánh vãi nè. Đây live thông tới tối luôn em ơi. Nó ra thằng này, nó ra thằng này. Illumia có ulti chứ Illumia ơi. 5 giây nữa chết đi. Luka nó lúc kìa. Luka ăn blue của nam rồi gì á. Chơi. San San, nam muốn nhìn bắn tủ luôn. Nè, không được rồi San ơi. Bỏ đi. Dẹp lính thôi. Thủ ơi, có đi đắc thủ được, có đi đắc thủ được. Khó khăn quá nhờ. Về thủ ra thằng thôi, về thủ ra thằng thôi. Con lợn này biết tướng hai không chế cứng không làm gì nhiều. Thủ con này thôi, đi đắc thủ được, đi đắc elu thủ được. Đi chung bốn người, đi chung để lại cho bốn người, đi chung để lại cho. Từ thủ ra thần cái đá, thủ ra thần cái đá, không đánh nhau. Thủ ra thần cái đá nha. Má chết elu rồi. À, chưa thủ được bao nhiêu rồi, má chết trơn vậy. Này sao ăn đây. Luka chết kìa. Má sao nó xịn dữ vậy trời. Đây rồi. Từ từ, ở qua Slim giết chết đây. Về thôi Nguyên ơi. Đi rồi Nguyên ơi, anh thao thủ được. Ba mười mấy giây nữa sao anh thủ được một không chết cứng này. Được, bọn nó chưa có lính em ơi. Tái được, kịp, may quá. May mình giết được quả Zuka đầu. Lấy tí lợi thế, không đi rồi. Mai Linh, này không chơi ơ cao chính NS hả anh? Em đang chơi đó mà. Hôm qua hôm kia em đã chơi này mà. Em đang leo này mà. Bảo ơi, bốn người đi chung đi, để đây lẽ cho. Hết mana anh em ạ. Hello Ngô Thiên nha. Luka dưới này này. Solo với con này 50-50 quá anh em ạ. Thế luôn. Văn Hoàng, anh bật đồ họa cao hay trung bình vậy anh? Luka dưới này rồi. Đây để trung bình em ơi. Hai đứa kia. Má thằng Kiệt ơi. Đỗ Vũ Hoàng Phúc, chào anh Nam. Lấy được hai cái giáp hồi sinh thằng Kiệt đi ơi, mất ta thành nói. Ngoài luôn á. Mười sáu giây nữa mất ta thành nói.
Dạ, biết qua floor nó biết hai con khắc chế chịu luôn. Ai cũng không làm gì nhiều. Cái lên từ từ đi, cái lên từ từ đi, cái lên.